nhà bán hủ tiếu chay, hủ tiếu chay Tùy Duyên. Đó, chúng ta thấy hình ảnh nhà chúng ta nè. Đó. Rồi, mình tiếp tục nha. Với cái đoạn này thì nhà xây mới thì rất là ít. Và mình nhìn lại khung cảnh của hàng xóm để mình xem coi có ai quen không nha. Đây là cái nhà số 29. Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là khu vực quận 6 đường Phạm Văn Chí. Và trước mặt chúng ta đó là cây cầu Phạm Văn Chí ngày hôm nay với cái diện mạo mới. Và bên cánh trái là đó là nhà máy hãng giày Bitit, hãng giày Bitit của chúng ta ngày hôm nay. Và thẳng hướng này chúng ta sẽ đi qua cầu Lò Gốm của cầu Phạm Văn Chí thông qua cái kênh Lò Gốm ngày nay. Thì hôm nay hành trình hôm nay thể theo cầu của các cô chú anh chị và các bạn, trong đó có anh chị Kinio, có nickname Kinio. Thì anh chị muốn nhìn lại căn nhà số 12A Văn Thân thì để đến đường Văn Thân, từ cái đường Phạm Văn Chí này thì chúng ta sẽ bắt đầu từ từ đây và đi đến cầu Phạm Văn Chí, và mình sẽ quẹo trái đường cặp theo cái kênh Lò Gốm bên tay trái, và chúng ta sẽ quẹo phải cái đường Văn Thân. Và dưới cái cầu ngày hôm nay thì làm lại rất là đẹp rồi nè. Ngày xưa thì cái dốc cầu lõm chõm rất là khó đi. Chúng ta thấy cầu Phạm Văn Chí ngày nay rất là mới, rất là đẹp. Hướng quẹo phải thì chúng ta sẽ đi ra đường Võ Văn Kiệt, còn quẹo trái thì mình sẽ đi vô Phú Lâm rồi đó, bến xe miền Tây rồi. Rồi mình sẽ quẹo trái ở khu vực này ha, qua cầu bên đây mình sẽ quẹo trái. Nếu đi thẳng thì mình sẽ đến chợ lớn luôn á. Mình sẽ quẹo trái đường Lò Gốm. Ngày xưa thì con đường Lò Gốm này với những cái dãy nhà bên tay trái rất là nhiều, nhà rất là lụp xụp. Ngày hôm nay thì những cái dãy nhà đó không còn nữa, đổi lấy một cái bờ kè, một cái hàng cây xanh rất là đẹp, rất là mát. Và bên tay trái, bên phải chúng ta đây là con đường Văn Thân. Đây là giao lộ Văn Thân với Lò Gốm. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu từ đây và đi đến cái số nhà số 12A Văn Thân. Có lẽ số nhà đó nằm bên tay phải, tự vì số bên tay phải là số chẵn. Đây là số 204 Văn Thân, và bên tay trái là 255 Văn Thân. Với con đường này thì không có quá lớn. Con đường này cũng song song với đường Phạm Văn Chí. Thẳng con đường này chúng ta cũng sẽ đến chợ lớn Bình Tiên luôn nè. Chợ Bình Tiên, kênh Hàng Bàn, khu vực này ha. Đây giao lộ Bà Lài và Văn Thân. Ở đây có một cây đa rất là lớn ở trên đường Bà Lài. Và chúng ta thấy một cái khung cảnh của một cái hình ảnh về cái quận 6 ngày xưa so với ngày nay thì có lẽ là ngày hôm nay nhiều nhà hơn. Và đây có một cái đám tang của theo phong cách người Hoa, theo phong tục người Hoa. Và bên phải chúng ta đó là số 148 Văn Thân, 146. Và con đường Văn Thân ngày hôm nay chúng ta thấy có những cái hàng cây rất là mát, chỉ có vài cây lớn thôi, nhưng ở đây có cái cây như là cây đa vậy đó, cây đa bự thiệt bự.
còn mấy cây này như là mới trồng, mới trồng sau này đó. À, và ông ta đến số 132 rồi, 130 rồi, à, bên tay phải mình đó. Và thấy những cái hàng quán ăn uống nhỏ nhỏ cặp bên lề đường. Và đây có cái phòng Tạ Trí Dũng, là trường mẫu giáo nhỏ nhỏ, búp bê, phở ti. Ồ, đây có cái siêu thị Âu Trang lớn đó nè, ở số mà đóng cửa rồi, siêu thị này nghỉ rồi. Cái building này ấy, phòng trồng răng Hà Thị Điều, bác sĩ Điều. Ồ, con đường này có một cái điều đặc trưng là rất là nhiều cây đa bự nha. Nãy em thấy là mấy cây đó bên tay trái mình đó. Và đây những cây me. Đây có trường trung học cơ sở Văn Thân nè. Trước cổng trường nè. Nếu mà các anh chị các bạn ngày xưa có ở khu vực này và tuổi thơ của chúng ta sẽ đi học ở con đường này và ngôi trường này, chúng ta thấy những cái khung cảnh ở đường Văn Thân. Về Sài Gòn bây giờ là hơn 11 giờ. Hôm nay không có mưa, cũng không có nắng, trời rất là mát. Ở phía trước cổng trường thì có những cái tiệm bán nước rồi rửa xe. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục nha. Mình sẽ đi một đoạn nữa để đến số 12. Rồi mình sẽ đi thẳng con đường này cho hết con đường Văn Thân luôn, trọn vẹn con đường Văn Thân để gửi đến các anh chị và các bạn. Và bên nhánh bên trái là con đường Bình Tiên, chợ Bình Tiên. Thì cái video chợ Bình Tiên thì em cũng đã có thực hiện đi dạo mấy vòng vô đó rồi. Nếu các anh chị các bạn có thích thì chúng ta có thể xem lại chợ Bình Tiên, Vinh Lâm. Với các anh chị ở khu vực này chắc có lẽ là phải đi chợ Bình Tiên thôi, vì ở đây thấy không có cái chợ nào hết ngoài cái chợ Bình Tiên. Và bên phải chúng ta đến số 90 rồi, mình sẽ chạy một đoạn nữa. Khi mà chúng ta còn ở Sài Gòn thì những hình ảnh này nó trở nên bình thường, và thậm chí rất đổi bình thường. Hàng ngày chúng ta đều đi qua đi lại, đi qua đi lại. Nhưng mà khi đã xa nó rồi thì cái hình ảnh nhỏ nhỏ thôi cũng cảm thấy rất là vui. Rồi khi thấy nó một cái dãy, đây là nhà to, nhà tạm bợ rất là nhiều. Chúng ta thấy bên tay phải có những nhà tạm bợ từ ngày xưa, chứ thôi là đa phần người ta có giấy tờ xong là người ta xây hết rồi, bây giờ nhà nào cũng xây mới hết rồi. Mình đến số nhà 12 rồi nè, chắc để em hoành trở lại quá ha. Hoành trở lại để mình đi qua đường mình nhìn cho rõ hơn. Phía trước mặt đó là đường Bình Tiên. Chúng ta sẽ quay trở lại để nhìn lại căn nhà số 12A một cách rõ hơn. Vì đứng gần quá thì cái camera view không thấy được. Nhà bán hủ tiếu chay, hủ tiếu chay Tùy Duyên. Đó, chúng ta thấy hình ảnh nhà chúng ta nè. Rồi mình tiếp tục nha. Với cái đoạn này thì nhà xây mới thì rất là ít.
và mình nhìn lại khung cảnh của hàng xóm để mình xem coi có ai quen không nha. Đây là cái nhà số 29 bán ga, và đây có con hẻm số 27. Và với mình nhìn cái nhà vàng vàng nè, có cái tấm vàng vàng, kế bên là nhà của anh chị bán hủ tiếu chay, nhà một lầu. Và nhà kế bên đang xây lại. Và con đường cao hơn cái nền nhà chắc cũng gần cỡ mét đó, nên cho thấy ngày xưa cái khu vực này rất là thấp. Mình sẽ quẹo trái nha, quẹo trái con đường Bình Tiên. Nếu mình quẹo phải thì sẽ ra cái đường Võ Văn Kiệt. Quẹo trái đường Bình Tiên, và ở đây có chợ Bình Tiên nè, chợ Phạm Phú Thứ. Rồi một số hình ảnh về ngôi nhà số 12A gửi các anh chị và các bạn. Hy vọng là thông qua đây các anh chị và bạn cũng có một cái nhìn về ngôi nhà xưa và cập nhật số hình ảnh về khu vực nhà của chúng ta ngày hôm nay với số nhà 12A. Khu vực 12 thì nó có mấy căn luôn, 12 rồi 12A, rồi có một cái căn kế bên nhà 12A bản vàng vàng lúc nãy thì đang xây dựng, đang xây mới. Và cái nền nhà của 12A thì thấp hơn so với cái mặt đường gần 1 mét. Bây giờ mà nếu mà nâng lên cao thì sẽ đụng tới cái trần nhà luôn. Cao 15.000 2 kg. Và chúng ta sẽ quẹo con đường Bảy Sậy để đi về chợ lớn nha. Sẵn đây thì em gửi các anh chị và những hình ảnh này luôn, để chúng ta có dịp mình nhìn lại ngày xưa nếu từ ở nhà mình đi ra chợ lớn, đi đến con đường Bảy Sậy, thì ngày hôm nay chúng ta nhìn lại con đường Bảy Sậy nó như thế nào. Với con đường Bảy Sậy ngày hôm nay thì nhà cửa không có lớn lắm. Những ngôi nhà ở đây thì hơi lụp xụp, bởi vì khu này sẽ giải tỏa những ngôi nhà bên tay trái để tạo nên cái công viên hay gì đó, hay là không biết thiết kế gì của cái dự án ở gần đây nè, nên thành ra chúng ta thấy những ngôi nhà ở đây rất là cũ. Bầu trời Sài Gòn hôm nay thì không có đẹp cho lắm, một cái hình ảnh hơi xám xịt do chuẩn bị mưa và bão. Đặc trưng con đường này chúng ta thấy là chỉ là những cái hàng quán tiệm tạp hóa, rồi những cái quán hủ tiếu nhỏ nhỏ với những cái nhà cũ, nhà gác cây tạm bợ. Theo cô chú anh chị chia sẻ thì ngày xưa cái con đường này là những cái hàng lau sậy. Đây là giao lộ Mai Xuân Thưởng nè. Chúng ta nhìn thấy ngôi nhà, cái ngôi nhà này rất là lụp xụp nè, vách thì che đậy,
sàn thì sàn gỗ, gác gỗ. Mình nhớ lại hình ảnh của Sài Gòn những cái thập niên 80 với những cái mái nhà cây như thế này, khuôn xóm lao động. Ở đây bây giờ có những cái chành xe, những cái nhà bự bự hoặc là những cái kho ngày xưa đó, bây giờ người ta cho thuê chành xe đó. Đây là giao lộ qua Cao Văn Lầu, Cao Văn Lầu và Bãi Sậy, và ở đây là công viên mới được làm lại nè, thấy rất là sáng sủa sạch sẽ ha. Và bên đây là đường Phạm Đình Hổ, công viên Phạm Đình Hổ ngày hôm nay rất là đẹp, rất là sáng. Và ta nhìn bên tay trái đây, và video cũng đã dài rồi, chắc em xin tạm dừng cái video tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi cùng em đi hết đoạn đường Văn Thân và đến một đoạn đường Bãi Sậy, và chúng ta cùng nhìn lại trong đó, trong những hình ảnh đó có hình ảnh của căn nhà của cô chú anh chị, đó là số 12A. Bây giờ thì xin chào và hẹn lại, cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng Vinh Lâm TV. Nếu mà trong quá trình thực hiện video có những thông tin gì sai sót hay là không đúng, cô chú anh chị mình thông cảm nha, cho em xin cái comment để lần sau chúng ta sẽ hiểu hơn, và các bạn khác xem thì cũng hiểu hơn về con đường xưa ở Sài Gòn. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.